con thấy con có thấy các anh làm ầm ĩ như con không? Này tôi không mò dép của mẹ đâu. Tôi chỉ quá đáng thôi. Tôi ngồi xuống mẹ, con cứ phì vào mặt mẹ này. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhờ mẹ dạy mấy con nhé. Mẹ nằm lâu một tí thôi.